ảnh thì để ý em nhưng mà em không có để ý ảnh. Rất là ghét, ghét cái kiểu mà thư sinh mà hiền từ mà nhút nhát nhỏ nhẹ không có thích. Cái đàn ông là phải cứng rắn mạnh mẽ thôi. Nhìn nó nhỏ xíu như vậy nó ngồi một cái thao đồ lớn cao hơn nó, dung hơn nó. Xài vô ta giặt phụ đi là đâu có phải yêu đơn phương lắm. Khó tính lắm chị. Lại gần cũng không cho, nhìn cũng không cho nữa. Lại đụng thao đồ thì sao đụng được chị. Rửa xong rồi bắt đầu xin cũng khuya là cũng 9-10 giờ thôi, nói giờ cho ngủ bữa đi, ngủ sáng bữa nào bữa sau rồi chở đi vợ vô luôn, khỏi có chạy qua nữa mới công. Rồi cái vợ bảo thôi không được, chủ đích là bữa đó là xác định là có cái gì là phải có cái gì. Nhưng lên kế hoạch luôn rồi, nhưng mà vấn đề là nó gặp trục trặc giữa đường, gặp trục trặc. Xin chào hai em, như là em bé vậy đó. Dạ. Vậy là chồng là cũng dễ ẵm bồng lắm đúng không? Dạ. Có hay nhõng nhẽo không, có hay bắt em bồng đi từ chỗ này qua chỗ nọ không? Dạ cũng không có cái đó chị, cũng không có. Dạ, tự nguyện chị mà nhỏ quá. Con như vậy là chị sẽ nhõng nhẽo, chị rồi. Sẽ bắt bồng từ chỗ này qua chỗ kia. Mình thì chỉ nghĩ gì nè, bên hai bên này mà cãi lộn chắc bên kia chứ không có dám lớn tiếng đâu. Phải lớn tiếng một cái ổng bồng ổng sốc rồi một cái là ở im luôn. Cái đó ngược lại anh. Chút nữa mình sẽ vô cái phần đó nha. Mời hai em giới thiệu về mình. Dạ em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thịnh, chào quý vị khán giả xem chương trình. Vợ chồng son. Em tên là Phạm Văn Nhớ, em năm nay 32 tuổi, hiện là nhân viên công nghệ thông tin. Quê của em là ở Bến Tre. Dạ, em xin chào chị Hồng Quân, anh Quốc Thận và tất cả mọi người. Em là Nguyễn Thị Ngân, năm nay em 29 tuổi và hiện tại em đang may đồ tự do ở nhà. Thôi bây giờ kể cho anh chị nghe coi hai bạn lần đầu tiên gặp nhau là ở đâu và em có ấn tượng gì với chàng trai này không? Hay là chàng trai này có ấn tượng gì với cô gái này đó không? Dạ, hai đứa ở đối diện nhà trọ với nhau. Ảnh thì để ý em nhưng mà em không có để ý ảnh. Rất là ghét, ghét cái kiểu mà thư sinh mà hiền từ mà nhút nhát nhỏ nhẹ không có thích. Cái đàn ông là phải cứng rắn mạnh mẽ thôi. Lúc đó là Nhớ đã đi làm chưa? Dạ, chưa đi học. Đang đi học anh. Dạ, là em quen lâu lắm ạ. Em dạ lâu mà. Dạ lúc đó là mới qua thấy ba vợ chở vợ em qua thấy nhỏ xíu à, tầm nghĩ tầm từ 12-13 tuổi à. Xong rồi thời gian này ba mới bảo là 17 tuổi rồi. Lúc đó em mới để ý. Mà em yêu đơn phương. Yêu đơn phương hả? Dạ cũng có thể là vậy. Lúc đó là vợ em có đi làm ở chung với ba với bà dì á, thì đi làm về khoảng 11 mấy khuya á, vẫn còn phải ngồi giặt nguyên thao đồ, đồ dung gì nè. Lúc đó là cũng 2008 á, giặt tới 12 giờ mấy mới đi ngủ. Trời tội nghiệp, tại vì lớn không nổi là gì. Trời. Đi ra đi vô gặp nhiều lần là thấy cũng siêng năng cũng dỗ dàng, cho nên là để ý. Mình nhìn nó nhỏ xíu như vậy nó ngồi một cái thao đồ lớn cao hơn nó, dung hơn nó. Ta xài vô ta giặt phụ đi là đâu có phải yêu đơn phương lắm. Khó tính lắm chị. Lại gần cũng không cho, nhìn cũng không cho nữa. Lại đụng thao đồ thì sao đụng được chị. Rồi đến khi nào thì mới coi như thể hiện cái tình cảm của mình với con. Bước sang năm thứ hai thì lúc đó thì có dịp là vợ em về quê. Em trên này thì đợt đó là em có nạp cạc cho vợ, nhưng mà vợ quên trả tiền, vợ mới nhờ bà dì ở phòng kế bên qua trả tiền giúp em. Lúc đó em mới xin lại số điện thoại của vợ. Tại thời điểm là vợ đi về quê là lúc đó em mất số điện thoại luôn, chỉ là liên lạc thôi chứ chưa có là yêu đương nữa. Thì sau đó vợ lên liên lạc qua lại thì bắt đầu mới có tình cảm lần. Rồi khi nào mới tỏ tình? Tỏ tình bằng cách nào? Bằng cách nhắn tin hay là bằng cách lạ làm thơ? Ông này tỏ tình á, đúng mà con chưa, em chưa có đồng ý á. Tới bữa đó là 8 tháng 3 gõ cửa cọc cọc cọc, đưa cái bông xè vô. Mình không biết cái chuyện gì, mình tưởng cây bông nó sẽ có cái lá thư trong đó hay là cái gì mình cầm để coi thôi. Rồi ổng đi mất tiêu, mà mất dép ổng rồi đó là không thấy ổng nữa. Tặng một cách lạ lùng, bởi vì mình càng ghét thêm, ghét quá ghét đi. Cái thời điểm đó là em còn đi học, còn ở chung với hai bà cô. Ví dụ yêu đương thì cấm tuyệt đối, quen ai là không cho hết. Cho nên là tranh thủ lúc mà mấy bà cô không phát hiện á thì chạy về tặng bông, xong tặng cầm bông xong rồi giọt đi để mấy bà cô không phát hiện. Em là bên cô là cấm không có cho yêu đương đó, đúng không? Đúng rồi. Rồi bên đây có bị cấm không? Dạ không, mình bên đây thường. Là rồi lúc cái bà cô làm gì để mà khi bà phát hiện là em thích bé này rồi tại vì sợ mà tranh thủ lúc mà mấy bà cô không có nhà thì mới dẫn nhắn tin ngủ ra ngoài nhà truyền thống chơi. Mà thường thì cái cơ hội đó cũng hiếm lắm, tại em đi học thì vợ em đi làm, tháng nhiều lắm là lần là maximum. Tội nghiệp không? Đi chơi qua nhà truyền thống. Chắc cỡ quá vậy. Phải tiên cưng ghê. Giống như hồi đi sinh hoạt đội ngày xưa. Đi qua nhà truyền thống. Cái chuyện chút xíu mà tháng được có một lần. Cô cũng để ý rồi. Để ý nhiều lần là cũng hay nghía qua nghía lại vậy đó, diện phòng mà. Em bắt đầu chuyển kế hoạch. Giờ không tặng bông, không nói chuyện được tiếp nữa, bây giờ viết thư. Viết giống như là đang dạy mình vậy đó. Mình đang ghét rồi, mà viết thư gì đâu không à. Dạy đời luôn. Dạ đúng rồi. Trời đất ơi. Lúc nào thì em chạnh lòng với thằng cu này? Thời gian cũng lâu rồi mà em thấy ổng cũng không có quen ai, nhưng mà ổng cũng cứ để ý mình á, thấy bà dì hàng xóm bà cứ nhắc hoài á, nói là thấy không nhớ thương mày đó mày à, để bỏ mất cái uổng này nó hiền. Con thấy vậy, con thấy vậy thôi cũng đồng ý. Bà dì hàng bà xóm gì khác nữa bà dì hàng xóm. Thì lại là dung dán vô. Dạ.
rồi. Bà dì đó làm ai nhờ cái cô dì đó mà dạ. Tụi em mới nên duyên đó dạ. Động nhỏ này dạ, đúng rồi. Là nhỏ này nó mới mềm lòng, nó sợ mất em. Ủa? Dạ. Đúng không? Dạ, dạ. Đúng rồi. Lúc đó là bà dì hay rủ đi chơi, rủ vợ đi chơi mà rủ đi chơi thì bao giờ cũng nháy mắt em, dẫn em đi sao. Em không hề hay biết trong cái cuộc đi chơi là chỉ có em với bà dì là đi chơi thôi, bà rủ mình đi ăn chè thôi. Lóng tóc đi tới cái đầu lộ là thấy ông ở sau lưng rồi, mà mấy lần như vậy á thì mình mới biết là à hai người này có cái mối liên kết. Tại lý do gì mà mất số điện thoại của con bé này? Yêu thương mà không cho phép mà lại làm điều trái ý của cô nói á, cho nên là cô phát hiện, cô phát hiện bắt đầu cô chuyển phòng, cô đổi phòng không cho ở phòng đó nữa, chuyển qua phòng mới. Từ cái lúc mà qua phòng mới là bị mất liên lạc. Em nhớ có đợt đó là vợ có nhắn tin á, có cái điện thoại nhỏ nhỏ nhắn tin em báo em kim ra, nhưng mà lúc đó là cô đang gọi là đang xét kỹ quá không cho ra được, đóng cửa phòng lại không cho ra. Xong rồi cái bảo là giờ không qua được, thôi giờ đợi sang vài hôm nữa đi. Vợ em có lẽ lúc đó cảm thấy uất ức quá cho nên là cảm giác như bị hụt hẫng á, cho nên là cắt đứt liên hệ luôn. Cắt đứt liên hệ với em luôn. Dạ đúng rồi. Đúng không? Dạ. Là về quê luôn đó đúng không? Cái đợt dạ, đó đó dạ, đúng về, rồi, quê luôn. Về quê luôn. Xong rồi trở lên là bắt đầu là qua bà dì hàng xóm thì bắt đầu mới có cảm tình với ông này. Dạ. Như vậy là về quê là được bao nhiêu lâu? Dạ về quê lúc đó là như có cả năm. Một năm trời không dạ. gặp nhau. Dạ. Ờ, hai đứa vẫn ở chung một cái khu nhà trọ hay sao? Dạ, không lên là không ở chung nữa. Lên là chuyện các bạn hẹn hò với nhau, chắc có lẽ là chắc cũng phải dầm trước dầm sau. Dạ, dạ, đúng rồi, giống như viên trọ mà. Đúng không? Ông chỉ ông này thôi. Cái đợt đó là còn ở gần chuẩn bị đi á, chuẩn bị đi cho nên là thôi lén hùng cái coi như là tình cảm lâu quá thôi giờ làm cái thì đi cho cũng kiểu thỏa mong nhớ đó. Thôi hùng cái bữa đó là tối rồi. Tối thì lúc mà vợ này đồ á chạy ra hôn cái xong rồi mấy bữa sau dọn vậy đó. Dạ. Có ai thấy không? Không, tranh thủ chứ. Không mà mình cứ tưởng là cái gì nó đụng trúng mình rồi nó mất tiêu mất dép luôn á. Cái đó là nhẹ nha. Dạ. Bỏ đồ nặng hơn chút xíu. Dạ cái đó thì là của ở nhà trọ á, nhà trọ mới của vợ em. Còn kế bên bà gì? Dạ hết kế bên bà gì. Không kế bên bà gì mà kế bên chú bà cô. Sao ở chung với dây mơ lại má. Cái lúc đó là đứa em của vợ em á là đi nằm bệnh viện, vợ em vô chăm xong rồi em chở vợ về. Để sáng hôm sau đem cháu vô. Thì tối về bữa đó thì vô nhà xong rồi, tắm rửa xong rồi, bắt đầu xin cũng khuya rồi, cũng 9-10 giờ thôi, nói giờ cho ngủ bữa đi. Ngủ sáng bữa nào, bữa sau chở đi vợ vô luôn, khỏi có chạy qua nữa mất công. Thì cái vợ bảo thôi cũng được. Chủ đích là bữa đó là xác định là có cái gì là phải có cái gì. Nhưng lên kế hoạch luôn. Rồi nhưng mà vấn đề là nó gặp trục trặc giữa đường, gặp trục trặc. Chuẩn bị mới tắm rửa ra xong rồi, ông chú phòng cái bên ông gõ cửa. Chà, sao gặp trung chuyên ông chú còn cái bên sao nữa mà, ông chú đó là đồng nghiệp của hai bà cô. Có nghĩa là cái đồng nghiệp của hai bà cô bạn này rồi. Sao nữa qua hỏi thăm đứa em coi bớt bớt chưa, chú mà qua chắc chắn là hai bà cô biết mà hai bà cô biết là coi như là đứt luôn. Cho nên là lúng qua lúng quýnh chạy vòng xong rồi chạy lên gác. Là lúc đó là chú về xong là em tuột luôn mút. Không ăn gì được luôn. Dạ chưa. Tới là khoảng nửa đêm á, tầm nửa đêm thì lúc đó mới lấy được cảm xúc. Mút mới quay lại. Quay lại thì lúc đó mới làm nguyên dạng. Trời ơi. Ngủ dậy đó là sáng sao á, dính thêm cái nữa. Mình đang lơ mơ ngủ. Giờ không phải ông chú mà là bà cô. Bà cô đó là vợ của ông chú đó. Qua hỏi thăm nữa. Dạ, hỏi thăm nữa. Bà cô qua làm gì? Thì cũng qua hỏi sợ thao 7-8 giờ rồi mà chưa có thức dậy để đem đồ vô cho đứa em á. Mệt quá mà ai biểu gần sáng mà hiệp hai chi. Dạ tại ông chú. Mệt quá. Xong rồi qua cái gọi cửa coi em cũng quýnh nhưng mà giờ thôi giờ nấp đợi cánh cửa. Giờ kêu vợ mở cửa ra. Vợ mở cửa ra cái em nép vô góc cửa. Lấy áo khoác che lại. Sao thì dạ. Sau đó là coi như là khi mà đám cưới thì gia đình hai bên đều vui vẻ rồi đúng không? Dạ. Đâu cấm cản gì nữa đúng không? Lớn rồi đúng không? Dạ. Ông đi làm rồi, ông làm được rồi. Đi làm rồi, ngon lành nhé. Dạ. Hai bạn coi như là quen nhau được bao lâu thì mới cưới? Quen nhau 8 năm. 8 năm? Dạ. Là cái gì mà từ lúc ông để ý tới lúc cưới là 8 năm. Để ý là 2 năm. Nếu mà quen chính thức là 6 năm. Cưới năm 2016. Dạ, được 4 năm. 12 năm trời. 12 năm rồi mà giống như nít vậy bà. Có em bé chưa? Dạ có, em bé gái 3 tuổi. Đó, vậy thì bây giờ về nhà cái tật xấu nó có bị lòi ra không? Nhiều phụ nữ. Em kể tiếp là làm sao? Dữ bộ nó dữ lắm mà. Thấy em mà làm cái gì mà trật ý cái là la bể làng luôn. Kêu làm là phải làm liền. Mà bảo anh đang bận cái này xíu, chờ xíu. Xíu gì giùm xíu. Xíu biết nào. Nhỏ mà cái giọng lớn lắm đúng không? Dạ. Rồi nó giận nó có đập đồ đập đạc gì không? Có chị. Có đợt đó là con khóc. Tức là em thì đang bấm điện thoại. Mà không phải là bấm điện thoại chơi mà đấm công chuyện. Tức là người ta bóc, người ta hỏi này kia mình trả lời rồi đó. Nhưng mà vợ không biết thì vợ có nghĩ là em lo chơi bấm điện thoại không chăm con. Thì lúc đó vợ đi làm về. Vợ làm về mệt. Rồi con khóc.
Em bảo là tranh dỗ nó xíu đi, ba xuống ba dỗ. Em nhắn tin xong thì chưa xong nữa là vợ tóc dậy quăng cái điện thoại vô cái thùng nước, cái nồi cơm á, lấy nồi cơm quăng cái bùm xuống cái nồi, cái bình thủy điện đá văng cái bình thủy điện luôn. Rồi ba món đồ đã bị mất đi. Hườm hườm như vậy chắc cũng vài triệu, không có đơn giản đâu nghe. Nếu mà điện thoại xịn là cũng là mười mấy hai mươi triệu. Em đó không nghe. Kiềm chế được mình hay sao em? Dạ không, lúc đó không có nói mấy câu mà đợi anh xíu anh nhắn tin công chuyện không có đâu, ổng im gu hà, rồi anh để coi ổng quan tâm tới con đến mức nào. Nhưng mà nhỏ khóc hoài gì á, cứ bấm điện thoại. Mà thật chất mấy công việc đó là cái công việc ổng có thể kiểm soát được, chứ không phải là cứ phải canh nhắn tin cho người ta. Hết hồn không? Lúc không. Đó hết hồn không? Tại vì mình cũng biết rồi, nghe thời cũng quen là cũng biết cái tính cũng nóng dữ lắm rồi. Cho nên là thôi giờ nóng như gắn kịp. từ lúc quen là con đã bộc lộ là con không phải là một người phụ nữ mà nhỏ nhẹ thùy mị. Ông này mới là cái tính đó thôi. Tính của con là rất là dữ nha, chứ không phải hiền đâu. Mà muốn quen là quen, chấp nhận được không thì quen. Thì ông này ông nói là ông chấp nhận được, giữ đúng thôi, ông nói vậy đó. Còn một chuyện nữa là trước đó, trước khi cưới là lúc đó là vợ đi làm, em thì Dũng đi làm. Nhưng mà vợ bảo là khoảng 15 phút nữa tôi ra, ông lại ông đón. Thường á, thì lại đón là khoảng vợ bảo 15 phút thì em phải từ nửa tiếng đến một tiếng. Lại thì lúc đó vợ mới ra, không biết bữa đó sao xui. Lại trễ khoảng 5 phút, 10 phút gì đó, nổi trận lôi đình. Vậy là về phòng, dọn đồ hết. Rồi đổ em đi, em chịu đi. Ồ, sách vali, sách đồ, dọn đồ qua phòng đứa bạn hả? Vậy mới chịu. Vậy luôn. Nóng dữ vậy ha. Rồi, nóng tính. Nè. Rồi bây giờ tiếp tục nữa, còn gì nữa không? Gì nữa không? Nói luôn đi, xả đi. Thôi giờ như đó chắc đủ rồi. Đây lát nữa em khui. Rồi bây giờ tới em khui đi. Đó. Hết chưa? Em không có tính gì mà sống ngoài ổng làm cho em nóng tính thôi, chứ không phải tự nhiên em nóng tính. Ổng ha. Nói nhây, nói nhảm, nói sàn, nói lâu, làm tất cả chậm chạp, tiết kiệm. Không, bây giờ cụ thể một cái tính nha. Làm việc chậm chạp, ví dụ như mình đi làm về, mình đã nhận làm dựng video cho ông anh, ông đăng YouTube. Đó nói với em làm video trong vòng 2 tiếng. Thì ta đi làm về, người ta ăn cơm, tắm rửa, rồi người ta lên ta dựng video là khoảng 12 giờ là người ta được ngủ rồi. Không, về coi TV, xem điện thoại, làm tới 11, 12 giờ mới đi tắm, rồi tới 1 giờ mới lên, rồi lên bấm tới 4 giờ sáng. Rồi bắt đầu ngủ được 2 tiếng, đi làm than mệt mỏi. Mà em đã nói là phải sắp xếp công việc hợp lý hơn. 200 ngàn mà làm tới 4 giờ sáng gì đi, thì cái sức khỏe mình ở đâu ra, còn tắm đêm nữa. Cho nên em rất nóng tính gì với cái vấn đề mà trước mắt như vậy là không có chịu làm được, là phải la. Chậm chạp hết đúng không? Dạ đúng rồi. Tắm có chậm không? Trời, cho anh nói ra, anh tắm nhanh nhất là bao lâu? Nửa tiếng. Còn lâu có bữa ở chồng cả tiếng luôn. Không biết làm gì ở chồng. Có khi cầm, có khi không, nhưng mà tính hay thẫn thờ lắm. Ý là ở chồng người ngồi thẫn thờ hoài vậy đó. Chà. Không hiểu nổi, bởi vì em hay nóng tính lên là bởi như vậy. Rồi cưới con thỏ mà. Mình đi làm xong rồi mình mệt. Mình muốn có chút thời gian, nhưng mà về nhà là hết việc này chuyển sang việc kia, hết việc kia chuyển sang việc nào. Hầu như là lúc nào cũng vậy, chỉ có cái lúc mà đi tắm á là mới lúc được rảnh nhất thôi, tức là không bị kêu nữa thôi. Chứ ở nhà gì bị kêu nữa. Thẳng thôi đó, đó là thẳng thôi đó. Rồi suy nghĩ cái việc mà mình cần làm hoặc là đã làm cái gì đó, rồi muốn làm cái gì thêm chẳng hạn. Rồi ảnh có tật là hay nói về những điều nhỏ nhặt. Soi mói. Đúng rồi, soi mói. Có chút xíu việc nhỏ nhặt là làm bèm. Đúng rồi. Em mong chồng em thay đổi cái gì? Ổng phải nhanh hơn, từ thời buổi này mà chậm gì là không làm được bao nhiêu gì cả. Rồi nhanh hơn và đàn ông lên. Thí dụ như em đang nấu ăn đi, đang ngồi nấu ăn, thì chồng thì làm những việc mà của người chồng đi, không núp ở sau lưng coi vợ nấu ăn sao, đẩy cái nắp nồi này vô cái nắp nồi chưa, sai cái nắp nồi rồi lại nói em mà đẩy sao nắp này đẩy nắp này. Trời ơi, em động bàn một cái bóp, em kêu nó đi chỗ khác. Ở đâu lên gác chạy lên chảnh làm video chảnh. Em có khi nào là anh đứng sao anh chỉ chọc em thôi? Đi làm về thì vợ vô bếp nấu ăn thì mình cũng lót tót, mình chạy vô mình phụ. mình thấy cái này nó phù hợp mình lấy mình đậy lại. Không đậy không chịu đâu, mình đã lấy mình đậy lại rồi không chịu, lấy cái quăng chỗ khác, lấy khác đậy lên. Rồi ví dụ mình mà ví dụ rửa rau không sạch cũng nói, kêu đi rửa rau không sạch đi chỗ khác đi không mượn, kêu đi chỗ khác ở đó bị chửi nữa. Mà đi chỗ khác lại chửi, đi làm vợ không phụ vợ. Đường nào cũng chết á. Năm điều khó hả? Năm điều khó. Rồi bây giờ nhớ, em muốn vợ thay đổi điều gì? Thì chỉ mong là vợ bớt nóng tính lại. Thì chỉ mong vậy thôi. Còn vợ thì mong chồng là bớt lề mề đúng không? Dạ, giờ phải mạnh mẽ lên. Ở trong nhà toàn là những cái món có giá trị toàn là em mua không, còn ổng mua mấy cái quạt gió chút gì nè. Còn tới cúp điện không có cái quạt nào xài được, em bắt ổng đứng quạt lại cho tôi, phải quạt cho hai mẹ con tôi. Tại vì ông phải suy nghĩ những cái gì mà nó thật sự để em phát huy trong cái nhà mình, chứ không phải mình tiết kiệm cái kiểu mà mua cái đống về chút rẻ tiền mà không xài được. Vừa đủ cho bé mát thôi, mình không cần. Em hay sợ lạnh cho nên là mua quạt nhỏ cho cúp điện bắt gắn quạt cho bằng được. Tính em nói như vậy là em nói phải mua cái đáng giá trị và phải xài được trong khi mình sử dụng được nhiều thứ. Không, chút máy sấy tóc cũng vậy nha. Máy sấy tóc mình muốn mua cái máy sấy tóc, ổng nói không, để ổng mua cho, để mua ổng mua rẻ mình mua mắc.
ổng nói như vậy đó. Thì nhường cho ổng mua, ổng mua cái máy có chút xíu về sấy cả buổi trời không có khô, cái máy 35 ngàn hay sao á, sấy quá không có khô, bực quá. Máy đó là cái máy mua trên mạng á, máy máy đó là cái anh Kim xài thôi đó, coi như bực mình rửa quá, mình sấy sơ nữa cho nó bực quá la ổng một trận, ổng nói để ổng mua cái máy khác. Cái ổng vẫn mua cái máy khác, mua cái máy chà bá về nha, nhưng mà cái công suất y chang cái máy nhỏ luôn. Cũng rẻ tiền mà nó nhẹ tem, sấy chút xíu nó nóng quá, thế này muốn nổ cái máy luôn gì đó. Trời, em không tưởng tượng được, em rất là nóng như vậy, tại vì em nói là phải mua những cái có giá trị mà phải xài được, chẳng hà nó hơi mắc tiền một chút, chứ không phải mà cứ tiết kiệm những thứ mà vô dụng như vậy mà mua cho nhiều cái. Bật gió cũng một đống, máy sấy tóc cũng 2-3 cái mà không có nào xài được. Không có nào ra hồn cả. Mua cho con gái em chơi. Dạ. Bởi vì mà em hay la, cứ rất là nhiều chuyện làm của con nít mà em hay la là như vậy đó. Nhưng mà biết sao không, chị nói nghe, hai vợ chồng á, dạ, thì giờ là năm thứ tư rồi đúng không? Dạ. Thì nó còn lọt lại một số cái chút vậy đó. Dạ. Thì bây giờ cố gắng người nhường chút. Dạ. Em ráng em nhanh nhẹn lên. Thấy không? Mua dạ. Cái gì mà đó giống như bà nói quan điểm mới đúng ạ. À. Thiệt. Cái bạn này là gì nè, mình thử nhiều cái vậy đó, cái nào ngon lành nhất. Ta biết không, nhiều khi mua một cái mắc tiền, lỡ xài không được thì có phải phí hay không? Tức là mỗi người một cái cách tư duy, em hiểu không? Cái này là do cái cách tư duy chứ không gì chứ. Thì bây giờ hai chồng trao đổi với nhau nhỏ nhẹ thôi. Anh ơi, giống như là ông bà mình nói, lời nói mất tiền mua đó, chứ đừng có đi đến xung đột nghe, mưa dầm thấm lâu. Vậy thôi đúng không? Dạ. Đó, còn bây giờ ở trong nhà thì giờ có người đàn ông rồi, giờ phải có người đàn bà chứ. Chứ hai người đàn ông hết rồi làm sao? Đúng không nè? Rồi. Cảm ơn hai em đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Chúc hai em lúc nào cũng vui tươi và hạnh phúc như thế này. Rồi. Cảm ơn. Có hồi hộp, có lo sợ gì không? Dạ, bữa nay em thấy em hơi liều. Hơi liều hả? Dạ. Anh tí tí cho em nói, mới nãy giờ anh đòi trốn về á, chơi chơi xấu cho kỳ cục, tự nhiên đòi trốn về á. Đưa anh TV xuống đó nhờ công em đòi. Em bao giờ trốn về anh sợ quá, tay còn lạnh luôn á. Trời ơi. Vậy là em hốt anh lên đây hả? Đó. Em năm nỉ đầu tiên nha. Em năm nỉ em cái anh nuôi em nói chương trình này vui dữ lắm luôn, vui lắm luôn anh. Em đăng ký đi. Cái em đăng ký cho đã, cái cửa hỏm là chị trong chương trình nó gọi cho em, cái em báo chẳng là mình được là mời lên đây tham gia ghi hình. Cái anh nói em ơi anh không đi nữa đâu. Trời ơi, chị em năm nỉ chị từ 7 giờ tối mà tới 10 giờ tối luôn, năm nỉ suốt luôn. Rồi sau đó thì anh mới chịu. Bây giờ chúng ta bắt đầu cuộc trò chuyện nha. Rồi mời em giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Thái Khoa, em năm nay 31 tuổi, em là nhân viên kỹ thuật. Dạ, em quê chung với anh Quốc Thuận là em ở An Giang. Rất vui mừng được gặp một đồng hương của mình. Thôi còn em? Dạ, em tên là Diễm Trinh, là năm nay em 24 tuổi, là kiểm lâm viên ạ. Đúng vậy. Mà đồng hương, em ở tỉnh Biên nè. Biết em không? Không. Em cũng không nữa. Rất vui mừng, phải nói hôm nay rất vui là bởi vì được trò chuyện với hai người đồng hương của Quốc Thuận. Thay mặt cho chương trình Vợ Chồng Son, rất là cảm ơn hai em đã đổ đường xa đến tham dự chương trình Vợ Chồng Son. Đúng rồi. Rất là quý hóa. Rồi bây giờ kể cho Thuận biết đi, cái hai người quen nhau như thế nào và làm sao để mà trở thành vợ thành chồng. Tình cờ là em có một cái anh bạn thân, mà anh bạn thân đó là anh bà con với vợ em hiện tại. Anh nói tao có con nhỏ em, mày rảnh mày lại mày rủ nó đi ăn uống gì đi, nên mới điện cho vợ em. Nhưng mà mới nói chồng em như kể thiếu chi tiết không ơi. Vậy nè. Ông ơi nghe chưa, dân quê tôi là vậy đó ông ơi. Ảnh nhắn tin cho chồng của em nói ê tao có nhớ em dễ thương lắm, làm ai cho mày đó. Mà ảnh không kể chi tiết là em dễ thương lắm, anh không kể, tự nhiên anh kể thiếu một khúc rồi đó. Nhớ nguyên ba cho chị em vậy. Thành ra cái câu đó là cái câu rất là quan trọng. Đúng rồi, quan trọng nhất luôn á. Tại vì nghe câu em tao dễ thương lắm ảnh mới đi, còn em thì nghe nói đi bạn của anh chở em ăn uống em mới đi, còn mới gặp mặt. Mà xíu cho hỏi nè, lúc gặp thì có thấy là dễ thương không? Dạ cũng có dễ thương. Quý vị đây có thấy dễ thương không? Dễ thương thiệt mà vui tính nữa. Rồi tiếp tục sao? Cái ấn tượng ban đầu của em gặp ảnh á là nó khó diễn tả mà. Sao? Đó á, ớm hơn vợ xấu ha, em thui à, giống như cái áo anh mặc vậy đó. Em thui vậy đó. Sau đó thì tại vì cái sở thích của em là ăn uống, em khoái ăn lắm, thì chở em cứ ăn gì nè, rồi ảnh thì ảnh lo nhìn em. Mỗi lần ngước lên cái thấy ảnh nhìn cái cười gì nè. Sao mà cái em cứ xem ăn nữa. Em không ngờ là vợ của em là hơi trẻ nên thấy vui vui cứ nhìn hoài vậy đó. Thì yêu nhau luôn khoảng mấy tháng đó, lúc đó mình tự nhiên mình thấy mình nhớ rồi, sau đó có thời gian gặp lại thì mình mới xác định là mình có tình cảm với cô này. Thôi chắc rồi, yêu rồi gì đó. Dạ, dạ, dạ. Ngày sau đó thì mới hai đứa mới tiến tới tìm hiểu và cưới nhau là cách đây 2 năm. Nhưng mà lúc đó là em đã thấy yêu anh này chưa? Dạ chưa. Cái lúc đó là ảnh ảnh thích em, mà em thì em ghét những người mà lớn tuổi hơn em nhiều lắm. 7 tuổi mà nó già xấu. Thấy em dễ thương không? Sao xứng được? Trời ơi, lúc em chảnh, anh chảnh lắm nha. Lúc đó mới có 19 tuổi à, đẹp lắm, em thấy em đẹp luôn mà. Tại giờ em thấy em xà,
tàn đó, bởi vì giờ tay ảnh là tàn luôn đó. Trước là nhìn dễ thương lắm kìa. Phải không? Mà tội nghiệp ảnh lắm. Ảnh bị dụ mà tới thì... Thôi xin lỗi chú nha. Anh bị dụ đó, rồi cái ảnh nói là thích em. Em biết ảnh lắm, em bỏ số đó luôn. Cái mà nó bỏ thì nó kỳ quá, giống như làm tổn thương người ta. Cái em nói, anh ơi, cái điện thoại em hư rồi. Chứ thực sự là em bỏ xin, em không xài nữa. Anh thầy sợ nhắn. Dạ, giờ anh biết rồi đó. Nhưng rồi anh có mua điện thoại mới cho em không? Dạ có. Anh nhiệt tình lắm đó, anh nghe vậy là dễ bị dụ lắm luôn. Tự mua tặng điện thoại luôn rồi. Có em nhận luôn à. Dạ. Em nhận rồi lúc đó mới thương ảnh hay sao? Dạ chưa. Hồi đến lần nào mới thương không? Thêm lo cho mình nhiều. Dạ chị biết cuộc sống sinh viên xa nhà thì nó thiếu thốn đủ thứ hết. Mà ảnh lo từ A đến Z luôn. Mà ảnh cũng không đòi hỏi là bất cứ thứ gì. Cũng đáng để mình suy nghĩ lại. Đây có phải là người đàn ông của cuộc đời mình hay không? Và cuối cùng em đổ. Thì dĩ nhiên là phải đổ nó có ngoài ngày hôm nay đúng không? Rồi vậy thì cái chuyện mà đi đến hôn nhân có gì khó khăn không? Dạ không. Dạ à. Anh nói gia đình ảnh là gia đình em. Cái làm đám nói. Với lại ha, ảnh là mối tình đầu của em luôn á. Là trước giờ em không quen ai luôn á. Mà em thì muốn có cơ hội tìm hiểu vài người nữa. Rồi bị hút luôn. Vậy bây giờ luôn. Dạ anh vợ luôn à. Vậy có hối hận không? Hối hận thì không không đến mức độ đó, nhưng hơi tiếc nuối. Tiếc nuối? Trời, tiếc nuối là bà nội hối hận. Nãy giờ nghe bà quạo không? Nói chuyện cảm xúc bạn chồng sao? Dạ nói chung thì giống như mình ngồi ôm lại nhìn lại cái kỷ niệm nha. Thấy nó cũng có cái vui. Là từ khi mà quen á, là em với vợ em đã xa nhau do cái điều kiện công việc á. Đến lúc cưới hiện tại cũng vậy. Hồi đó thì em đi làm á, là khoảng 3 tháng mới gặp nhau được lần. Lúc mà gần đám hỏi á, thì được 1 tháng. Bây giờ thì em chuyển công tác về cũng gần, nhưng mà gần hơn hồi đó thôi chứ cũng còn xa nhà. Thì hai chồng khoảng từng gặp được 1 lần. Dạ. Ủa vậy hả? Có nghĩa dạ. là chung ở An Giang luôn nhưng mà khác quyền. Dạ lúc ngày xưa khi còn quen nhau là em ở An Giang, anh ở Tây Ninh. Rồi bây giờ sau khi cưới nhau rồi em ở An Giang, anh ở Đồng Tháp. Vậy hai người sắp xếp lắm rồi mới đi chung ngày thứ bảy chủ nhật lên đây được á. Tụi em đã có em bé chưa? Dạ chưa. 2 năm vẫn chưa có em bé. Dạ. Em có nghĩ rằng là lý do là hai người ở xa quá cho nên là mà trong một cái tuần gặp nhau ít như vậy thì đó cũng phải là nguyên nhân dẫn đến nha. Tại nhà em á, chị hai của em vừa có cháu nhỏ, bởi vì em hình dung được cái nỗi cực khổ của người làm mẹ thế nào. Sáng không phải thức sớm thì còn sớm nha. Rồi sau đó phải tắm rửa cho nó, rồi cho nó bú. Tính của em hay còn trẻ con lắm, em sợ mình còn bự vậy ha. Cái mình ngủ mình ơn nè. Trời ơi ngủ không được mà không có chồng bên cạnh, em sợ lắm. Bởi vì em hơi ngán. Còn em có mong muốn là có em bé không? Dạ thực sự thì hiện tại là em rất là muốn có em bé. Đúng rồi, tại chồng dạ. lớn rồi, em 31 rồi mà. Dạ, với từ lúc trẻ là em đã thích con nít rồi. Nên hiện tại cũng thích lắm. Nhưng mà tại vì cái điều kiện của hai chồng hơi xa. Với lại vợ cũng thấy hơi ngán nên nó còn do dự. Em thích con nít bởi vì trời ban cho em đứa nít. Thế chồng mong con nít vậy rồi em thấy sao? Có lúc nào em nghĩ suy nghĩ lại không? Dạ không, tại chồng em thích nít thì em kêu nựng cháu của em đi. Cháu ruột của em, cháu ruột ảnh á. Có hai đứa cũng nhỏ nhỏ dễ thương. Nhưng mà khác nhau là rồi. Con của mình nó khác với cháu chứ cưng. Bây giờ là cái tuổi á, mà khi sanh con thì con nó sẽ khỏe mạnh nhất á. Chứ còn chờ chồng em lớn nữa, già nữa thì cái đứa con nó sẽ không được khỏe. Mà sao em ngán quá, em sợ nít lắm luôn á ta. Nó khóc hoài rồi, thấy ớn ớn làm sao á. Tức có nghĩa là bây giờ em đang lo sợ là nếu như em có con, có bầu thì là một thân một mình em sẽ lo. Tại vì ông xã em bây giờ ở xa. Dạ đúng ở rồi cách, dạ. Nếu như chồng em chuyển công tác và ở gần nhà em, liệu em vẫn còn cái ý định là không sinh con không? Chắc giảm đi 10%. Giảm đi 10%. Tức có nghĩa là trong sâu xa em vẫn chưa muốn có con. Với lại em còn muốn đi chơi rồi muốn mình học tập hơn nhiều nữa. Em nay là em mới 24. Em đi làm cũng mới được 2 năm thôi. Thì mình vẫn muốn tập trung cho công việc của mình nhiều hơn. Với lại em cũng chưa được đi đây đó nhiều. Em định làm bao nhiêu tuổi thì có em bé? À, nếu tính theo năm là 3 năm nữa. 3 năm không, có 3 năm nữa hả? 3 năm nữa thì cũng được cũng mà chồng em không chịu. 3 năm nữa là em 34 á. Dạ. Em nghĩ như thế nào? À, em cũng có trao đổi với vợ em vấn đề này. Thì thật sự là con cái khó là em ở hay xa. Nhưng mà em cũng đang thuyết phục vợ em, với lại cũng đang sắp xếp công chuyện của em về cho nó gần nhà. Để có thể là năm sau là có em bé. Chứ nếu mà để khoảng 2-3 năm nữa thì nó lâu quá. Thực sự mà nói á, là thứ nhất là bạn còn trẻ. Bạn chồng á, là mối tình đầu, có nghĩa là bạn chưa biết một cái gì đó. Đi chơi cũng chưa được đi chơi nè. Rồi á, là tìm hiểu thế giới bên ngoài cũng chưa. Mà tính cách của bạn này á, là rất là năng động. Em tiếp xúc là em thấy rồi. Thì theo chị là như vậy nè, sau khi mà em chuyển công tác về được gần vợ, em dành ra một cái khoảng thời gian để mà đưa vợ em đi chơi, giống như trăng mật vậy, trăng mật muộn vậy đó, em hiểu không? Thì trong quá trình đi chơi đó, ta cứng bầu trắng, ví dụ vậy, thì nó được cả hai vế luôn. Thì tại vì em biết lý do sao? Cái tuổi này á, khi mà em sanh con á, thứ nhất con rất là khỏe mà em chăm cũng dễ, em lấy lại phọt cũng dễ luôn. Cái đó nói thiệt, em mà có một đứa con em đẹp nữa, gái một con trong mòn con mắt phải lắm đó, chị nói nghiêm túc đó, cái mặt kìa nhìn đẹp lắm chứ không phải là vụ đâu nghe. Cái đó nói thiệt đó. Sao em thấy cái ý của chị Dân sao?
Em sẽ suy nghĩ lại. Tưởng em một đứa con gái hoặc con trai cũng được, nhưng mà con gái cái mặt nó y chang mặt em. Trời nó xinh xắn mà nó hoạt bát, nó dễ thương. Em đừng có tưởng tượng. Trời ơi, đừng là em chịu hết nổi liền luôn. Rồi sau chương trình này về An Giang thực hiện liền cho anh nha. Dạ. Bắt tay. Rồi xin chúc cho hai em mau sớm có tin vui. Nha. Quế Ai Cập á. Dạ. Con ngồi sát vô. À đó. Dạ. Anh chồng á thì nhìn giống như là người Hàn hay là người. Đó nhìn như Nhật người Nhật hay gì đó. Ừ. Xin chào anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân ạ. Xin chào hai em. Dạ. Mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, em xin tự giới thiệu, em là Vương Tuấn Minh, em sinh năm 96 và em đang kinh doanh. Chào Tuấn Minh. Dạ. Thế còn em? Em tên là Tuyền và biệt danh của em là Maria Tuyền và hiện nay thì cũng kinh doanh với chồng và gia đình nhà chồng ạ. Em có thể bật mí chút xíu về cái công việc kinh doanh của gia đình mình? Dạ, công việc kinh doanh chính hiện nay của công ty là hàng xuất nhập khẩu ạ. Và hàng xuất nhập khẩu của công ty chủ yếu là hàng châu Âu và nhập khẩu chính ngạch độc quyền tại thị trường Việt Nam và thị trường châu Á. Nhưng mà nó là cái về sản phẩm dòng gì? Hàng là mỹ phẩm và sữa tắm thì hầu như là sẽ là an toàn sức khỏe đến cho Việt cộng đồng Việt Nam là chính, cho sức khỏe của con người ạ. Dạ. Hay quá. Rồi bây giờ hai đứa chia sẻ cho chương trình được biết là các bạn bắt đầu quen nhau nó là như thế nào và lần đầu tiên gặp nhau ra sao. Con đã nẹp em là bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, em cũng sinh năm 1996 ạ. Hai đứa bằng tuổi nhau hả? 96 là năm nay 27 ạ. 27 đúng không? Rồi. Rồi bây giờ kể cho Trình nghe đi, là hai bạn lần đầu tiên gặp nhau như thế nào và lần đầu tiên chạm mắt nhau thì ấn tượng gì về nhau? Thực ra thì phần này thì em xin phép là em nhường vợ em vào trước. Tưởng đâu em được xin phép chia sẻ hay là nhường cho vợ. Dạ. Lần đầu tiên gặp nhau là cho em chia sẻ một chút là đợt đấy là trong đại dịch Covid lần đầu tiên. Thì trong cái quá trình làm việc của em, tức là em làm việc nghề khác, nghề chính của em là nghề khác thì kiếm rất là nhiều tiền. Nhưng mà vì đại dịch Covid nên là bị trì hoãn lại, cho nên em suy nghĩ là mình sẽ trở về cái công việc đầu tiên mà mình được học tập, đấy chính là học y và làm về da. Thì em có xin vào một cái spa, mẹ chồng lúc đấy mới khai trương một cái spa mới và em xin vào làm nhân viên thôi ạ. Thì cái cảm xúc lúc đấy, những cái tư duy lúc đấy mà được nghe về chồng, được hình dung về chồng là một người, qua mẹ chồng kể ạ, là một người học giỏi này, thông minh này, có đầu óc kinh doanh. Và lúc đấy em tưởng tượng là ông ấy sẽ đầu to mắt cận này kia. Nhưng mà cái ánh nhìn đầu tiên khi gặp là trời ơi, xăm trổ, đội mũ, quần áo màu đen và trông rất là hầm hố, tức là khác hoàn toàn với tưởng tượng của mình. Lúc mình có hơi sợ một xíu bởi vì không phải là một người như mình đã tưởng tượng và nó khác trái ngược hoàn toàn luôn, hơi sợ. Đó. Nhưng mà là bạn này có du học ở nước ngoài không? Dạ là... không. Dạ không ạ, bạn ở Việt Nam ạ. Nghe cái... là bao nhiêu là chủ tịch kể bao lâu thì mới gặp bạn này ngoài đời? Chủ tịch kể đâu đấy khoảng một tháng, một tuần thôi ạ. Tức là thời gian nó rất là nhanh, từ trong một tuần đến ba tuần thôi ạ. Tại vì lúc đấy là cơ sở mới khai trương và phải chuẩn bị setup rất là nhiều thứ. Thế cho nên là mẹ chồng nói chuyện với một người khác, nhưng mà có em ngồi ở đấy thì em có nghe lén, được. Nghe được là con trai mẹ ngoan lắm, con trai mẹ đẹp trai này, học đầu óc kinh doanh giỏi ABC các thứ. Thì lúc đấy em tưởng tượng trong đầu rất là một người rất là, không phải là người kiểu dạng như là thanh niên vui chơi ham chơi gì đâu ạ. Nhưng mà cái cảm giác lần đầu tiên thì rất là sợ. Đội mũ đen, sau đó mặc đồ màu đen và xăm trổ đầy mình luôn, sợ lắm ạ. nhưng mà cái spa đó là của mẹ. Dạ, chứ mẹ. Không có liên quan gì tới chồng. Đúng không rồi. Là chồng em không đúng có rồi. Mục đích mẹ dựng lên chỉ là để mẹ cho tất cả các bác sĩ và các chủ spa được trải nghiệm cái sản phẩm mình mang từ châu Âu về. Chứ không phải mục đích kinh doanh là tôi bán hàng kiếm tiền trên dịch vụ đó. Đó, và mẹ chấp nhận đầu tư một khoản tiền rất là lớn mà mình thấy người chủ này có tâm quá. Và khi làm thì mình càng làm mình càng hiểu hơn. Thế hôm ấy chủ tịch đến làm gì đấy? Dạ, chủ tịch bao quát giám sát thôi ạ. Thế hôm đến coi như là để xem xét thôi. Vâng, đúng không? Vâng. Thế mà lại hầm hố xăm trổ như thế đấy. Không, chủ tịch là mẹ. Chủ tịch là mẹ chồng ạ. Thế hôm chồng đến làm gì? Thế hôm chồng hôm ấy em đến đó làm gì? Thực ra một tháng sau mới tới. Em thăm cơ sở mới thôi. Đến thăm thôi gì? Thì đến xem cơ sở hoạt động vận hành như nào. Nhưng mà trong các nhân viên mà làm việc ở đó thì là mình, tại sao mình lại để ý cô gái này? Thực ra thì em có biết đến vợ em từ trước đấy rồi. Nghĩa là biết trên đâu? Vợ em ngày xưa có làm review của một cái kênh trên YouTube. Thì em có một người bạn đến nhà chơi thì có giới thiệu cho em là có một cô này review tên lạ lắm. Tại vì đấy cũng là cái chương trình em hay xem nên là em tò mò em xem thử. Thì lúc đầu thì em không có cảm tình gì nhiều, cũng không có cái gì mà để mình ấn tượng cả. Thì nhiều khi mình cũng nghĩ là thôi mình gặp xem thử xem như nào, tại vì chưa biết người ở trên TV với cả người ở ngoài thì nó sẽ khác nhau như nào. Mà nên vô tình lại gặp. Vâng, nên là em chủ đích em đến đấy để em gặp. Gặp cô này. Vâng. Thế xong thì em thấy thế nào? Thực ra thì em thấy bình thường.
Tại vì mục đích chính mình đến chỉ để xem thôi, chứ không phải có ý định hay gì cả. Một người thì thấy rất đối tượng kia bình thường, còn người bên này thì thấy đối tượng này nó rất là khác thường. Vâng. Đúng không? Vậy thì sao lại là làm sao mà đến với nhau được hả? Dạ, tại vì là thật ra là cho vợ xin phép kể nhá. Tại vì là thật sự là con không có yêu chồng con, em không có yêu chồng em ngay từ cái lúc nhìn đầu tiên hay là trong quá trình tìm hiểu nhau, không có yêu sớm đến như vậy. Mà thật sự là yêu mẹ chồng nhiều quá. Mẹ em mất từ khá sớm, cách đây 6-7 năm rồi, nhưng mà đến khi gặp mẹ chồng thì mẹ chồng luôn tạo cho mình những cái thứ cảm xúc rất là đặc biệt. Quan tâm, lúc ấy chưa phải là mẹ chồng mà chỉ là sếp, là chủ tịch thôi ạ. Nhưng mà quan tâm đến mình rất đặc biệt, và nhìn thấy cách của sếp quan tâm nhân viên, quan tâm khách hàng và dùng cái tâm để làm ăn, để kinh doanh. Mặc dù nó khó khăn chậm nhưng mà đâu đấy mình nhìn thấy cái sự lương thiện từ con người đấy. Và em nghĩ là mình, nếu như mình lấy một người con của một người tử tế thì chắc chắn là cái người con này sẽ tử tế. Đó. Thế nên là khi mà mẹ đẩy thuyền cho hai đứa đến với nhau ấy thì... À, tức là chính mẹ là người đẩy thuyền. Dạ vâng, mẹ luôn tạo cơ hội cho hai đứa được làm việc với nhau. Khoan, anh hỏi, ở trong một spa như vậy thì có rất nhiều nhân viên nữ. Dạ. Thế thì tại sao mẹ lại không đẩy thuyền cho con trai mẹ với các nhân viên khác, các cô gái khác, mà là đẩy thuyền với con? Cái này thì em cũng chưa từng hỏi mẹ, nhưng mà em nghĩ là có thể mẹ nhìn đầu tiên là cái ngoại hình. Ngoại hình khi khả ái thì đâu đấy sẽ có một cái thiện cảm. Thứ hai là do cách làm việc, có thể mẹ nhìn thấy em khá là hiền lành và có thể phù hợp với con trai mẹ. Và đến bây giờ thì em thấy là em không phải là một người hoàn hảo nhất, nhưng chắc chắn em là một người phù hợp nhất với con trai của mẹ. À, rất tự tin. Đó. Thế còn Minh, tại vì thấy cô này cũng không có gì bình thường cả. Vậy tại sao mẹ lại đẩy thuyền mà Minh lại... Thì thực ra thời gian đầu thì công nhận là em cũng ra hỗ trợ cái cơ sở đấy thật. Thì thời gian đầu hỗ trợ thì cũng hỗ trợ luôn cả vợ em bây giờ, là những cái công việc mà vợ em không biết. Thì kiểu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, tại vì ở gần nhiều cũng thấy là cô này cũng nhẹ nhàng, cũng hiền lành, tử tế. Nên là nhiên bén tới lúc nào không biết. Nhưng mà lúc đó là mẹ chồng có cất nhắc con, cất nhắc em lên một cái gọi là... Dạ không ạ. Mẹ chồng con khá là nghiêm khắc. Mẹ chồng con khá là nghiêm khắc trong cái chuyện học hành, làm ăn và kinh doanh. Cho nên là mẹ em có một cái tư duy và mindset rằng các con muốn làm sếp thì các con phải đi từ nhân viên để các con hiểu từng vị trí và vị trí trong công việc nó như thế nào. Thậm chí đến bây giờ chưa chắc mình đã làm sếp đâu ạ. Mặc dù là mẹ mình là chủ tịch nhưng đâu đấy mình vẫn phải học tập rất là nhiều. À, vậy thì bao lâu thì hai đứa mới có buổi hẹn hò đầu tiên? Em nghĩ là sau khoảng... từ lúc gặp nhau đến cái lúc đến buổi hẹn đầu tiên thì nó rơi vào tầm hơn một tháng. Hơn một tháng. Ướm lâu thế. Ướm đến hơn một tháng. Đó là lần đầu tiên đi chơi với nhau đúng không? Vâng, lần đầu tiên đi chơi riêng với nhau. Còn những lần khác thì đều ở công ty, ở spa từ hết nên là không có thời gian. Đi đâu? Hai đứa đi đâu? Lần đầu tiên thì tại vì lúc đầu vợ em có hỏi em là em có uống được bia rượu không? Thì em cũng trả lời không thành thật cho lắm. Em bảo là em không uống được. Thì nghĩa là cái tâm lý của vợ em nghĩa là biết em không uống được bia rượu lại càng thích rủ mình đi uống bia rượu. Thế là lần hẹn hò đầu tiên là em cho đi ăn uống các thứ, ăn uống bia rượu. Sau cái lúc ăn uống bia rượu thì em có rủ vợ em lên một cái quán pub của bạn em làm. Thì hai đứa lên đấy lại uống rượu tiếp. Trời ơi, lúc ấy em say mềm luôn, em không biết một cái gì. Tức là từ quán nhậu trở đi là em không còn nhớ gì hết nữa. Cho đến sáng hôm sau mở dậy là ở trong phòng của chồng em luôn. Wow. Mở mắt dậy là ở trong phòng chồng em luôn. Nhưng mà có một cái ấn tượng đầu tiên sau cái buổi hẹn hò đầu tiên đấy là em cảm thấy người đàn ông này là người mà em có thể tin tưởng được. Đấy là buổi tối ngày hôm đấy mặc dù hai đứa rất say và cái cảm xúc nó dâng trào lên rất là nhiều, nhưng mà chồng em không hề động người vào người em một chút nào trong cái buổi tối ngày hôm đấy để cho em ngủ. Tức là đến ngày hôm sau em dậy và em thấy là người đàn ông này rất là tử tế. Với một người phụ nữ mà người ta đã có một chút tình cảm với mình, đi uống rượu, đi chơi, đi pub, rồi mặc quần áo, váy vóc các thứ đi chơi như vậy, thì lúc đấy đàn ông tâm sinh lý mà mình không thể nào mà mình biết trước được. Đúng rồi ạ. Nhưng mà chồng em thì không ạ. Hay quá. Và sau bữa đó là càng càng ngưỡng mộ bằng ấy. Càng thấy ngưỡng mộ hơn. Nhưng mà còn lần thứ nhì? Khoan, nhưng mà cái lần nó đi về có mẹ ở nhà không? Thực ra là có. Mẹ biết không? Thực ra lúc đấy là về cũng muộn lắm rồi nên là mẹ em cũng không biết. Chắc mẹ ngủ. Nhiều khi mẹ biết mà thôi, mẹ lơ luôn. Dạ cũng đúng đấy ạ. Mẹ chồng đấy là em đúng như em nói ngay từ đầu chương trình là em rất yêu mẹ chồng, yêu trước khi cả em yêu chồng em. Mẹ chồng em có biết là em về đấy về nhà chồng em với chồng em trước khi bọn em cưới đi chăng nữa, nhưng mà mẹ rất ủng hộ. Và mẹ tức là mẹ dạy bảo rất là nhiều, nhưng không như những người phụ huynh khác là mình cấm đoán hay mình miệt thị cái người phụ nữ đó hay là người con gái đó, nhưng đây là chỉ bảo làm thế nào để có thể hòa hợp được cả gia đình nhà em và cả gia đình nhà chồng em. Rồi đưa lần được lần đầu, có đưa về lần hai không? Dạ có chứ ạ. Lần hai như thế nào?
Có trong tình trạng say xỉn nữa không? Không ạ. Những lần sau là không say xỉn nữa rồi. Tại vì sau cái lần đầu thì vợ em cũng biết là em uống bia rượu tốt được như nào. Thì lần sau cũng không rủ nữa. Thật ra thì em là con gái, mẹ thì mất sớm, hai chị em thì ở riêng một nhà, bố thì ở nhà khác. Cho nên là bố rất quản, rất là chặt con, không muốn cho con đi chơi buổi đêm, buổi tối về muộn. Nhưng mà em đấy, được một lần thì sẽ có được lần thứ hai đấy ạ. Thế cho nên là khi mà đi được một lần rồi, nó cứ trốn bố buổi tối đi làm về 8 giờ sạch sẽ ăn cơm cho em ăn xong là 8-9 giờ là chồng em xuống đón, đón đi lên nhà chỉ đi ngủ để sáng sau đi làm thôi ạ. Chỉ như thế ạ, chỉ đến đi để đi ngủ và sáng sau đi làm thôi. Và bố em không hề biết, cho đến một ngày bố em biết thì em rất là sợ. Em sợ lắm. Đến bây giờ kể lại mà tim vẫn đập thình thình. Là Hoàng là ở riêng hay là ở chung với bố? Dạ ở riêng với bố. Bố ở gần đấy thôi chứ bố không ở chung với các con để cho các con có cuộc sống độc lập hơn. Nhưng mà buổi tối đi qua bố trách cam mình... ạ, nhà có cam, bố trách cam ạ. Thế rồi sao không nói là bố biết rồi bố? Bố gọi điện ạ. Lúc ấy là con chồng em vừa mới đón em lên xe máy đi được khoảng một đoạn rất là ngắn thì chồng bố gọi điện. Con đang ở đâu đấy? Con có ở nhà không? Mặc dù là bố đang ở nhà nhưng bố gọi điện như vậy bởi vì bố biết là em không có ở nhà. Thế nên là em rất là sợ, em phải nói dối là con đi ra ngoài, con lấy đồ này kia xong rồi con về luôn. Sau đấy là em lại phải đi về nhà. Vậy hả? Về nhà chờ bố đi xong lại đi ạ. Rồi như vậy là qua bên nhà bạn trai đúng không? Đúng là rồi, tối trai. Là tá túc bên đó. Vâng. Rồi tối có sinh hoạt và trò chuyện với chủ tịch được không? Dạ về sau thì có ạ. Về sau thì chủ tịch biết rồi. Và giống như là ở chung nhà luôn á đúng không? Vâng, chủ tịch biết rồi thì chủ tịch còn khuyến cáo về cái chủ tịch còn ủng hộ việc đi làm xong về nhà tắm rửa ăn cơm cùng. Tức là không phải về nhà xa xôi nữa bởi vì nhà em khá là xa. Đấy còn bố thì bố vẫn không biết cho đến khi có bầu. Lúc ấy bố mới biết. Dạ, lúc ấy bố mới biết. Lúc đó phản ứng của bố là sao? Em nghĩ là bố sẽ rất là sốc và bố cũng buồn lắm ạ. Tại vì em không phải là người dám nói cái chuyện này với bố lần đầu tiên. Vì em rất sợ vì bố em rất là nghiêm khắc. Em là con gái đạo gốc, mẹ mất sớm. Và xung quanh họ hàng thì các cụ rất là cổ hủ, chưa được văn minh lắm. Người ta vẫn sống theo cái truyền thống của gia đình công giáo là phải học giáo lý hôn nhân, không được có bầu sớm. Mà trong khi đó em thì con gái đi làm sáng tối xong rồi có bầu sớm, có bầu trước. Em rất là sợ nên em không có dám nói. Nên là ngày hôm nay chắc nếu như bố có xem được chương trình này bố mới biết là em đi chơi đêm nhiều như thế. Lên nhà bạn trai nhiều như thế. Thế rồi sau đó thì là làm đám cưới luôn. Sau khi có bầu thì bọn em vẫn phải học giáo lý hôn nhân. Thông thường thì bọn em phải học giáo lý hôn nhân từ 3 đến 6 tháng. Nhưng lúc đấy lại vẫn là đại dịch đấy ạ. Thì bọn em có xin học giáo lý hôn nhân để được ăn hỏi trước thôi. Và bọn em mới cưới cách đây nhưng mà cùng đạo không? Dạ không, chồng em không có lại. Mình là đạo Phật. Dạ vâng. Đúng rồi. Rồi khi mà chủ tịch biết tin thì sao? Chủ tịch biết tin thì lúc đấy em thấy thái độ của mẹ vừa mừng vừa lo. Mừng bởi vì em nghĩ là mừng vì con trai mình đã có con và mình đã có cháu. Nhưng lại lo là lo không biết là con mình đã trưởng thành chưa để được làm bố làm mẹ. Đó. Nhưng mà là bé là nay là mấy... Bạn được 15 tháng. 15 tháng. Con trai hay con gái? Dạ, con trai ạ. Con trai. Ôi thế là có chi giống rồi, là cụ bà nội là sung sướng lắm rồi. Đúng không? Đúng ý luôn á. Đầu mẹ em cũng bất ngờ lắm, nhưng mà sau thì lại bình thường, lại cảm thấy mọi thứ nó kiểu đến là trời cho. Nên là con cháu các thứ thì rất là hạnh phúc thì có thêm người thôi. Là bây giờ ở với bà nội đúng không? Dạ, vâng. Hai vợ chồng ở với bà nội luôn. Đùng một phát thì là thay đổi công việc, thay đổi vị trí. Đúng rồi. Đó, đang là nhân viên bây giờ chuyển thành coi như là dâu của chủ tịch. Thì không biết là cái cảm xúc của em á thì nó như thế nào, có bị bên ngoài thị phi này không? Em thì em không quan tâm đến cái điều thị phi. Nhưng mà em nghĩ là có đấy, chắc chắn là sẽ có. Bởi vì trong một tập thể có nam có nữ, mà nữ nhiều hơn nam chắc chắn là sẽ có thị phi. Nhưng em thì không quan tâm đến điều đấy, em chỉ quan tâm là chồng em nghĩ gì về em, mẹ chồng em nghĩ gì về em mà thôi, chứ em không quan tâm người ngoài. Nhưng mà em bị áp lực gì? Công việc lúc nào cũng phải trong trạng thái là phải cố gắng hoàn thiện nó một cách hoàn hảo nhất theo ý của mẹ mong muốn. Hoặc là mình phải làm thế nào để cho công ty phát triển lên, để cho mẹ đỡ phải đi làm nữa. Trời ơi, mẹ em năng động kinh khủng. Em đã rất năng động rồi nhưng mẹ còn năng động hơn em rất nhiều lần. Cho nên là mẹ giống như là một tấm gương ấy. Làm thế nào để em vượt qua được cái tấm gương đấy thì với em nó là áp lực rất là lớn. Mẹ năm nay là bao nhiêu rồi? Mẹ em sinh em 66. À thế là lắm ạ. Bằng tuổi chị à? mẹ là trẻ khỏe đó, năng động và mẹ em làm việc không có một ngày nghỉ luôn. Thế cho nên là con dâu rất là áp lực. Bính Ngọ là như thế. Thực sự những tất cả những phụ nữ Bính Ngọ. Không, nhưng mà thực ra là như vậy nè. Nếu mẹ không đi làm mẹ sẽ không chịu được. Đúng đấy ạ. Đó, đúng cho đúng nên không? Là mẹ sẽ hạnh phúc trong cái công việc của mình. Đó. Hoặc là chăm sóc gia đình, chăm sóc cháu thì bà rất là vui, chứ bà nằm một chỗ là bà không có thích. Đúng rồi, không chịu nổi đâu.
Thế rồi là trong cái giai đoạn mà yêu nhau như vậy á, thì có những cái chuyện gì nó xảy ra không? Có chia tay hay không? Dạ, có những cái biến cố gì không? Cãi nhau, cãi nhiếc gì không? Dạ, có chia tay chia chân gì không? Bọn em chưa một lần nào chia tay với nói lời chia tay với nhau, mà chỉ có dừng lại ở cái mức độ là hai vợ chồng tranh luận cái vấn đề là nó quá bức xúc với nhau và nói có to tiếng thôi, chứ không chưa có một lần xúc phạm, chưa có một lần nói chia tay. Và sau khoảng, nói chung là trong khoảng 24 tiếng, nói chung là 2-3 tiếng đổ lại thôi, là chồng em chủ động làm lành để cho vợ bớt bị buồn, bớt bị tổn thương. Hoặc là để lâu quá nó thành thói quen, hôm nay 1 tiếng, mai sẽ thành 2 tiếng, mai 2 tiếng thì mai sẽ thành 3 tiếng, nó như vậy. Nên là em nghĩ là bây giờ giới trẻ rất là văn minh và hiện đại rồi. Và họ luôn tìm mọi cách để cho gia đình của họ được hạnh phúc. Thật ra là chắc chắn là bạn Minh này sẽ rất là yêu thương người yêu lúc đó, là bởi vì là có tin vui. Vâng, cưng lắm, lúc buổi chiều chắc chắn là lắm sẽ rất là chiều chuộng. Vâng. À. Nhưng mà bây giờ nó có một cái vấn đề chẳng hạn như cái này giống như cái phim mà Pretty Woman á. Cái cô gái người đàn bà gọi là gì đó? Người đàn bà đẹp. Người đàn bà đẹp á, đúng Julia không? Robert. Có nghĩa là khi mà mình á, thực ra thì mình bước vào trong cái gia đình của chồng á là với tư cách của một nhân viên làm việc cho cái công ty của mẹ chồng. Xong rồi đùng một cái và mình lại bước vào trong một cái thế giới đó mà nó khác hẳn cái mà thế giới của đúng mình rồi. Thì em thích nghi nhanh không? Có nghĩa là em có bị kiểu như là bị confused ngay cái lúc mà khi mình về á, rồi mình có thích nghi có, nhưng mà em là người thích nghi khá là nhanh và em cảm thấy rằng cái cuộc sống hiện tại của em nó quá tốt, nó quá tốt so với cuộc sống trước đây. Em có kiếm được tiền, kiếm được nhiều tiền, nhưng em chi tiêu cũng rất nhiều tiền và phải sinh sống cùng với em trai cũng phải lo cho em nhiều hơn. Và bản thân mình khi chưa có gia đình thì mình sẽ lo rất nhiều thứ, mình phải chăm em rồi phải nuôi em rất nhiều thứ. Nhưng mà khi lấy chồng em cảm giác như là em được người khác nuôi á, nên là em cảm thấy rất sung sướng, nhẹ nhàng. Ngày hậu tháng này đi làm được bao nhiêu tiền cũng được, lương như thế nào cũng được, bởi vì có mình đã có chồng lo, có mẹ chồng lo, có gia đình chồng lo cho mình. Mình chỉ cần chăm sóc tốt cái gia đình nhỏ của mình và đối nhân xử thế với bố mẹ chồng, bố nhà vợ, nhà gái và nhà trai đó. Đó, còn lại thì em không phải suy nghĩ quá nhiều nhá. Ngày xưa là suốt ngày đi gặp đối tác này, hợp đồng này có được ký không, khách này có duyệt cho mình job này job kia không, nhưng bây giờ thì không ạ. Nhưng mà mẹ của mình là có gọi là sao ta, bà có khai thác hết cái mà cái khả năng của vợ con không, tại vì của vợ của mình không, tại vì như là em nói là em về cái chuyên môn mà về da rồi về mọi thứ thì em rất là ok, thì mẹ có khai thác cái việc đó không? Ví dụ như bây giờ thay vì hồi đó là nhân viên, bây giờ bà phải cất nhắc lên để cho em quản lý em ở cái trên cái vai trò khác để cùng với bà thúc đẩy công ty á. Vâng. Thì mẹ khai thác triệt để mẹ khai thác triệt để và thậm chí mẹ còn thúc giục em phải đi học, con phải đi học đi, muốn làm quản lý được công ty, phát triển được công ty. Công ty phát triển tức là mình giúp được rất nhiều người có công ăn việc làm. Vậy thì mình phải đi học thêm để có đủ kiến thức thì công ty mới phát triển được. Với những gì em chia sẻ về mẹ chồng thì anh cũng nghĩ đó là điều mà chắc chắn bà sẽ phải hành động như vậy. Vâng. Tại vì chắc chắn sau này mọi thứ đều là do hai vợ chồng như là thay thế cho bà. Là Minh là con một à hay sao? Dạ vâng ạ, em thôi rồi. Thế thì đúng là em bị áp lực về cái công việc và cái làm sao để mà cho mẹ không có thất vọng về thực ra về thì mình thực ra thì bản chất của em không phải là con một, em là con hai, nhưng mà chị em mất được hơn 10 năm rồi. Thì lúc đầu thì em là con hai thì em sẽ được cưng chiều hơn, nhưng mà bây giờ em chỉ còn một mình thôi, nên là mẹ sẽ kiểu mẹ sẽ dốc toàn tâm, xong mẹ sẽ để ý đến con nhiều hơn. Nên là vô hình chung là hai vợ chồng em sẽ bị gánh nặng về áp lực nhiều hơn. Đúng rồi. Tại mẹ giỏi quá. Đúng rồi, mẹ nói giỏi quá và mẹ rất muốn là truyền hết những cái gì mà mẹ có cho hai đứa. Hiện tại thì mẹ vẫn đang ở Hà Nội. Dạ vâng, mẹ em có nói với em một câu, lúc đấy bọn em chưa có cưới nhau. Mẹ em có nói một câu là mẹ cũng có con gái và con cũng có mẹ, nhưng mà duyên số của mẹ con mình gặp nhau. Cho nên là mẹ coi con như con gái của mẹ và con cũng coi mẹ như mẹ đẻ của con. Và đấy cũng là cái câu nói mà khiến em nhớ có lẽ là suốt đời, để em cố gắng xây đắp và vun vén hạnh phúc gia đình. Mẹ em mà có ở đây chắc là bà sẽ rất là vui. Bà sẽ xem có lại ở đây cái tức là thôi. Có ở phim trường này thì sẽ rất là vui khi mà nghe được cũng như là nhìn thấy được những cái điều mà em vừa chia sẻ. Hiện tại là mẹ đang ở Việt Nam hay ở đâu? Mẹ em đang ở Việt Nam, tại Hà Nội. Mẹ em một năm thì cứ sang Đức vài tháng xong lại về Việt Nam vì mẹ định cư ở Đức. Nên là chủ yếu là hai vợ chồng ở Việt Nam là chính, và cái công ty là công ty xuất nhập khẩu cho nên bắt buộc mẹ phải sang Đức. Mẹ định cư bên đó để mẹ làm việc với đối tác bên Đức. Tối này rồi mà phải đi đây đi đó để mà chăm lo phát không mọi thứ.
vẫn ok. Đây thì chú cứ nhìn tôi đây này, chú làm sao đấy, đã già đâu mà. Thì em có nói gì đâu, cho nên là cho nên em khen về những người phụ nữ tuổi đấy vẫn còn trẻ măng. Hoàn toàn là cứ yên tâm về mẹ, hai đứa hiện giờ là vẫn cứ hoàn toàn yên tâm về mẹ, mẹ vẫn là một cái chỗ dựa rất là vững chắc cho hai đứa. Tuy nhiên á, là sẽ phải cập nhật từng ngày một để mà đỡ đần cho mẹ. Thực ra thì để cho mẹ nghỉ ngơi, để mẹ tận hưởng á, chút nào hay chút đó. Nhưng mà nếu mà chưa được thì mẹ cũng vẫn là một cái bệ đỡ rất là vững vàng, yên tâm điều đó. Em cũng thấy như vậy. Thôi thì mình qua chương 2 đi nhỉ. Mình sang đến chương 2. Hai vợ chồng thấy rất là xứng đôi. Sẽ còn hạnh phúc tiếp nối nhiều hơn nữa. Và rõ ràng qua cái sự việc này chị có thấy rõ không? Là hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là lựa chọn. Nhưng mà cái lựa chọn này á là mẹ chọn. Có một phần mẹ chọn trước. Và thật ra là mẹ cũng đang rất hạnh phúc. Đúng không? Đúng và rồi. Mẹ bây giờ cho dù ở Hà Nội hay là ở Đức thì mẹ cũng đang rất hạnh phúc bởi vì cái lựa chọn của mẹ, lựa chọn con đã dâu tạo ra mẹ. Hạnh phúc cho con. Đúng chưa? Cho nên cả ba đều đang tận hưởng cái niềm hạnh phúc đó. Đơn giản, hạnh phúc là lựa chọn. Rồi. Dở kia đi. Dở trang qua chương 2. Trang này hai vợ chồng sau hôn nhân quá. Anh chồng thì rất là hiền không? Đó. Nói chung rất tử tế. Và cô vợ thì cũng rất là ngoan, rất là giỏi, rất là hiền, xinh đẹp nữa. Thì chắc không có tật xấu gì đúng không? Dạ, tật xấu của chồng con thì tật xấu của chồng em từ khi cưới nhau về đến bây giờ thì có thể trong mắt của em, chồng em quá hoàn hảo. Cho nên là em không thấy có tật xấu, về chỉ có một cái vấn đề duy nhất, đấy là đàn ông thì sẽ có tật lười thôi. Cái đấy không thể tránh được. Không có một người đàn ông nào quá hoàn hảo cả, nên là em cũng không có cầu toàn cái việc đấy. Mình chỉ nói mưa dầm thấm lâu ạ. Cứ ngày này qua ngày khác, hy vọng là chồng mình trong tương lai gần sẽ chăm chỉ hơn thôi. Chứ còn mình, em thấy chồng em quá hoàn hảo. Cứ bước chân ra ngoài đường là chồng em sẽ dầu thơm từ đầu xuống chân, bóng lộn lâu xuống chân. Nhưng mà về nhà thì có thể là cởi trần quần đùi, mà em thấy cái đấy nó là điều bình thường. Đó, nên với em, chồng em không có tật xấu gì mấy. Đây là gọi là đa chồng đó, người ta gọi là đa quá. Giống như đa con ấy, không con làm gì cũng thấy thương, làm gì cũng thấy ok. Không tin, cứ phải có mình phải giật lá tìm sâu thôi. Thì lười đó. Mới thôi. Thì lười là tật xấu, nhưng mà vừa chứ mới nói đâu. Không phải lười đối với tất cả người khác đó là tật xấu, nhưng mà chưa gì là bạo biện liền rồi. Nhưng mà lười thì em nghĩ là em ai chẳng lười đại không? Gái như thế. Không, bây giờ hỏi cái này nè, không, mình phải giật lá tìm sâu thôi, phải bươi móc thôi. À, anh ấy có ghen không? Chồng em thật ra là không ghen, nhưng mà lại không muốn vợ ra ngoài đường ăn mặc hở hang. Và thật ra là em đây là cái cảm giác của em thôi, là không, chồng mình không muốn mình tiếp xúc với quá nhiều đàn ông. Sẽ dễ sinh ra tật hư gì đó, nhưng mà bản thân em cũng không thích lắm. Cho nên là chồng muốn sao thì em chỉ vậy thôi. Ôi, đấy, thế chứ nó cũng bạo biện luôn. Có nghĩa là chồng có ghen. Thực ra là chồng có ghen, nhưng mà nói theo một cách nhẹ nhàng một chút là chồng em không muốn em tiếp xúc với nhiều người đàn ông khác. Có khó ăn không? Đó, khó, khó ăn lắm ạ, nhưng đó. Mà em cũng khó ăn cùng ạ. Đấy, thấy chưa? Bây giờ moi cái gì ra là hắn cũng biện bạo cho chồng hắn hết. Nói tóm lại là bây giờ em muốn chồng em thay đổi điều gì để chồng em trở nên hoàn hảo hơn? Trong mắt em thì em chỉ hy vọng và mong muốn là thứ nhất là chồng sẽ bớt lười hơn một xíu. Không cần phải ngay. Có lười. Có lười nhưng mà bớt đi một xíu. Thứ hai là chồng sẽ... Em mong muốn là chồng sẽ cùng với mình phát triển công ty nó... Em thật sự em mong muốn nó vượt trội hơn nữa, bởi vì những năm qua Covid và sự ảnh hưởng nó quá khó khăn. Doanh nghiệp nào cũng vậy ạ. Và đến cả gia đình mình cũng phải gồng gánh cho rất nhiều nhân viên cấp dưới. Rất nhiều những người khác đang mong chờ vào mình. Nên là em chỉ hy vọng như thế thôi. Hy vọng nhưng mà đừng có quá gọi là áp lực lên. Đúng rồi ạ. Tại thực ra cho tới thời điểm này, các doanh nghiệp mà còn trụ được đã là thành công đấy. Vâng. Nha. Đấy. Nha. Và sắp tới sẽ còn rất là nhiều những khó khăn. Trụ được và lo được cho các nhân viên đó. Và làm sao giữ được cái thương hiệu, giữ được những cái gì mà của mẹ để lại, đó là thành công. Mẹ. Rồi, bây giờ tới em đó Minh. Bây giờ tật xấu của vợ em à? Đó, ôi. Này khó chia sẻ quá. Chồng cái gì? Chia sẻ thoải mái. Thực ra nói bảo vợ tật xấu thì cũng không hẳn. Nhưng mà vợ em ví dụ là mỗi lần mà thấy em lười các thứ thì vợ em nói nhiều lắm. Nói rất nhiều, ví dụ là kiểu một ngày có thể nói đến vài tiếng đồng hồ về một cái vấn đề mà em đang lười, em đang nằm. Em không giúp đỡ vợ cái gì, vấn đề gì này. Nói hoài, nói mà mình phải làm đúng không? Nói đến mức mà mình kiểu phát điên lên. Cáu ạ, nhưng mà vẫn không làm đâu ạ. Cáu nhưng mà không làm đâu ạ. Làm cho có nhưng mà em vẫn phải làm lại. Đấy là coi như là nói nhiều hay càm ràm. Nó cũng xuất thân từ mình. Một tật xấu. Tại mình lười, cho nên là cái đấy càm ràm, đúng không? Đó. Rồi còn gì nữa? Không, nhưng mà thực ra thì vợ em không chia sẻ hết. Thực ra em không phải không có tật xấu. Nhưng mà tật xấu đấy thì do bản tính là dễ cục tính. Tại vì bình thường hiền lành các thứ thì nó đi đôi với cả cục.
ví dụ mà vợ mà nói nhiều quá là em có thể rất chi là điên, em bỏ ra chỗ khác hoặc em không làm gì luôn. Nhưng mà tại vì hiểu cái bản tính của mình là cục tính nên là em sẽ không quyết định hoặc không nói gì vào những lúc nóng tính. Đúng, không có nói. Đã thế tôi không làm. Tại vì nói lại là nó sẽ bắt đầu. Đã thế tôi không làm. À. Đấy. Nói nữa. Tại vì đằng nào mình đi ra khỏi nhà luôn. Tại vì đằng nào mình đã bị nghe như thế rồi. Bây giờ mình không làm nữa. Ví dụ mà mình làm có cái vấn đề gì nó sai hoặc là nó không đúng ý của vợ, mình lại bị nói tiếp. Mệt lắm. Đó. Nói mà nói double coi, coi như chết. Mình không nghe cái gì. Ừ. Đúng không? À. Đấy, thực ra thì vợ em chỉ bị mỗi cái đấy thôi. Là có cái gì nữa không? Càm ràm, đúng không? Càm ràm nói nhiều. Có ghen không? Ghen thì sao lại không? Có chứ ạ. Tôi phán luôn, sao lại không? Có chứ ạ. Đàn phụ ai cũng ghen hết. Nhưng mà quen cái mức độ như thế nào? Thực ra thì mì cay nó có 7 cấp độ thì ghen nó có mấy cấp độ nào? Ghen thì em nghĩ cũng cấp độ 5, cấp độ 6 gì đấy. Ôi rồi là dữ. Nhưng mà em kinh không rồi, em không kinh. Để vợ em phải ghen bao giờ. Tại vì nhưng mà trước giờ có cái vụ ghen nào mà nó lớn không? Thực ra em hiểu tính vợ em là ghen nhưng mà toàn giữ trong lòng. Nên là nhiều khi chưa chắc đã bộc lộ ra với mình đâu. Có thể nói với mình một cách gì đấy, nói bóng, nói gió hoặc là rất nhẹ nhàng. Nhưng mà thực chất ở trong người rất chỉ là đang khó chịu. Ghen ngầm đúng không? Mà có bao giờ mình bị bắt gặp cái gì không? Không. Ví dụ như không. Lỡ thả tim, lỡ like vô một cái bóng hồng nào đó. Em thấy là em hỏi liền ạ, mấy cái đấy là chuyện vặt thôi ạ. Trừ khi là nhắn tin riêng với một cô nào đấy hay là... Mà trước giờ có bắt gặp không? Dạ không có nhắn tin chưa riêng. Bị phốt bao giờ hả? Dạ chưa. Nhưng mà trước khi mà có em bé, để sinh em bé đến giờ ấy ạ, thì chồng em cảm giác như là ông ấy chỉ muốn ra ngoài đường là chỉ muốn thể hiện là mình là một người chưa người yêu, chưa có vợ, chưa có con, nên là cảm giác của mình không được an lòng thôi. Đấy thì nhưng mà chồng em được một cái là rất hay lắng nghe vợ và bảo vệ vợ, cho nên là khi em có chia sẻ về cái việc đấy, em rất là thẳng thắn, em nói luôn là chồng làm như vậy ABC, chồng khiến cho vợ cảm thấy không an tâm và đấy là lý do vợ không tin tưởng một người đàn ông, nên là muốn làm thế nào thì làm nhưng mà phải để cho người phụ nữ của mình phải thật an lòng. Đúng. Sau lần đấy trở đi thì chồng em không còn như thế nữa. Đúng rồi. Đấy. Thôi, bây giờ mình muốn vợ mình thay đổi điều gì? Thực ra em chỉ muốn vợ em nói ít lại những vấn đề mà em lười thôi. Chỉ là nói ít lại thôi, đúng không? Tức là vợ thì ước mơ là chồng bớt lười đi tí, bớt một ít thôi cũng được. Chồng thì lại muốn là thôi vợ đừng có nói mỗi khi tôi lười. Đây là một cái vấn đề ra. Cái này nó tỷ lệ nghịch không lắm nói thì, luôn á. Nếu mà không nói thì làm sao cũng làm. Vâng. Không, nhưng mà với người đàn ông này á, là đấy, hồi nãy là người ta lại cọc ngầm nhá, hiền nhá. Cho nên là càng nói sẽ càng không làm. Vâng. Đấy, càng nói sẽ càng không làm. Với lại... Anh chị chỉ cho em một cách bây giờ làm thế nào để không nói những chồng em làm đi ạ. Nhắn tin. Không phải đâu. Đến một lúc nào đó, tức là thực sự nha. Cái này là chị nói thật sự á, là bạn này á, là năm nay, bạn sinh năm 96. Vâng. Đúng không? Bằng tuổi 96... Mà. Thì là cũng với đàn ông trai là chưa phải là lớn, đúng không? Chưa phải là lớn. Nhưng mà với phụ nữ thì là đã đến tuổi chín chắn rồi, trưởng thành, đúng không? Thành ra là cứ chờ bạn đi đến năm bạn khoảng 34 tuổi cơ, lúc đó thực sự bạn trưởng thành cả về sự nghiệp lẫn gọi là cuộc sống. Vâng. Cho nên rằng là bạn này thuộc tiếp người đàn ông tự nhận thức, tự làm, tự sửa. Vâng. Đừng ai nói gì hết, tại vì bạn đã sống trong một cái môi trường như thế rồi, có nghĩa là bạn sinh ra đời là mọi thứ là nó đã sắp xếp theo cái gọi là bạn không phải phải không, tức là bạn mọi thứ nó đã sắp đặt hết trơn cho bạn rồi. Vâng. Và bây giờ là bạn chỉ việc thực hiện thôi, vì bạn có một bà mẹ quá giỏi. Vâng. Thành ra là em cứ hết sức bình tĩnh trong vấn đề lười. Vâng. Ngay bây giờ mình có thể khắc phục được, nếu như mình không làm, mình mệt không làm thì mình thuê người giúp việc. Vâng. Đúng không? Còn bây giờ cái việc này của bạn này là bây giờ bạn đang phải phấn đấu cho sự nghiệp. Cái đó là vì cái gánh nặng mà mẹ, thực ra cái bóng của mẹ là đối với cả hai đứa quá lớn chứ đâu phải là với một ai đâu. Vâng. Đúng không? Vì mẹ giỏi thật. Vâng. Tại vì chị tin là mẹ em rất giỏi. Vâng. Thực sự những người Bính Ngọ giỏi lắm. Giỏi, giỏi. Em không giỡn mà chị à, em vẫn đi khắp thế gian em khoe về chị đó nha. Nhưng khoe mà đó là thật sự, nhưng mà cực kỳ nhân hậu. Vâng. Vâng. Thành ra là chính vì cái điều đó bạn này quá hiểu mẹ bạn. Cho nên là bạn phải tìm mọi cách bạn đỡ đần cho mẹ. Thực sự là bạn, cái nung nấu của bạn bây giờ là như thế, đỡ đần cho mẹ là chỗ dựa để có thể cho vợ, cho con có một cuộc sống hạnh phúc nhất có thể. Dạ. Thành ra thôi, cái vấn đề lười thôi, đừng nói nữa, kệ đi. Đến một lúc nào đó tự nhận thức nó. Dạ. Tại sao mình, tại sao vợ mình cũng như mình, cổ vừa phải trông con này, cổ lại sanh nở cho mình này, rồi cổ lại phải làm tất tần tật mọi thứ. Thế tại sao mình không chia sẻ? Đến lúc tự bạn sẽ ngộ ra điều đó. Vâng. Đúng không? Tại vì qua cái hình ảnh này mà mình thấy cái người vợ cứ tất bật, tức là vừa thế này vừa thế nọ, làm tất từ việc trong đến việc ngoài, tự nhiên bạn ngộ ra là ngày xưa mẹ cũng thế,
ngày xưa mẹ mình cũng như thế. Thì thôi mình phải chia sẻ chứ, thương là mẹ sẽ thay đổi thôi, thương mẹ và sẽ là thương vợ rồi, thương lắm, thương, con. Thương mẹ đấy lắm. Đúng rồi. Trông vậy thôi nhưng mà rất thương mẹ, chỉ cần động đến mẹ thôi là đấy, hình ảnh của chơi phi đó. Y như thế. Thôi xin cảm ơn hai vợ chồng nghe. Rồi hy vọng một dịp nào đó anh Thuận với chị Hồng Vân có dịp ra Hà Nội sẽ đến với Em rất hy vọng được đón anh chị ở ngoài Hà Nội. Rồi xin chào. Rồi.